Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã và đang hoàn tất các bước chuẩn bị Tết quân dân năm 2021. Hoạt động ý nghĩa và nhân văn này đã bước sang năm thứ 15 và sắp tới sẽ được tổ chức tại xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian diễn ra Tết Quân Dân năm 2021, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ sẽ mở rộng con đường dài 1,2 km, xây dựng và mở rộng 7 cây cầu bê tông, phát quang 5 tuyến đường, trao 1.000 phần quà tặng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn, tặng 100 suất học bổng, xây 38 căn nhà tình thương, tình nghĩa. Dạ được ngôi nhà mới cảm xúc rất là vui, tại vì lúc trước nó dột quá trời dột, dưới gia đình không có điều kiện cắt nhờ nhà nước cho ngôi nhà mừng rất là mừng thì hồi nào giờ cái nhà nó sụp sập lắm nhưng mà cho thì mừng dữ lắm rồi đó cũng gắng làm cho nó phấn đấu rồi lên coi thì cảm ơn á, chính quyền rồi nhà tài trợ rồi giúp đỡ cho mình bà con à, trong thôn ấp rồi này kia đó qua 14 lần tổ chức, kinh phí đầu tư cho hoạt động Tết quân dân là hơn 270 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã xây tặng 526 căn nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.000 lượt người, hỗ trợ hàng nghìn gia đình chính sách và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi chúng tôi hy vọng hàng năm đó thì cái chương trình cái nội dung Tết quân dân này rất có cái ý nghĩa rất là quan trọng thiết thực cho cho các cái các địa phương cho các quận huyện à, qua cái chương trình mà Tết quân dân đó thì à, bộ chỉ huy quân sự thành phố cũng để lại những cái ấn tượng như người bộ đội cụ với tính chất là bộ đội cụ hồ xuống gần gũi với dân mô hình tết quân dân là một trong những điểm sáng của phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội xoa đói giảm nghèo đồng thời qua đó tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cần thơ với nhân dân góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội cụ hồ và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc